Em mở cái xuất kho công cụ dụng cụ mà để ra dùng ấy. Ở đây chị chọn là xuất kho khác. Không phải chọn hai, chọn khác, chọn 4 ấy, xuất sử dụng. Em hiểu không? Thì đây sẽ là 2 4 2 1. Tất cả là em cho vào 2 4 2 1 tất phải không? Còn cái cuối cùng cho vào 2 4 2 2 nhá. Rồi. Em hiểu từ lúc nào thì cho vào 2 4 2 1 rồi phải không? Nhỏ hơn 12 tháng đúng không? Cái này lớn hơn 12 tháng thì cái này chị định phân bổ khoảng tầm 18 tháng. Cái này thì mình sẽ phân bổ khoảng tầm 6 tháng hoặc là 10 tháng, được chưa? Cái này mình phân bổ khoảng tầm máy hàn mình, cái này mình cũng phân bổ khoảng tầm 10 tháng nhá. Cái này máy lọc nước này mình cũng phân bổ 12 tháng đi. Thì trong một năm tài chính thì nó vẫn là 2421, được chưa? Cái này em cũng cho 12 tháng cho chị luôn đi. 12 tháng là cũng trong một năm tài chính thì nó cũng sẽ là 2421. Rồi ok em. Sau đó em bấm cắt đây chị. Rồi. Bước tiếp theo, em vào nghiệp vụ này. Công cụ dụng cụ này. Ghi tăng hàng loạt này. Chọn 3 chấm này. Đây bây giờ em không chọn là mua hàng không qua kho nữa mà em chọn là xuất kho khác. Hiểu chưa? Lấy dữ liệu lên, phải không? Mình chọn tắt nhá. Đồng loạt mà. Ngày mùng 2 tháng 1 này, 2018. Rồi. Bây giờ sửa lại hết cho chị cái ngày, đây là ngày mùng 2 tháng 1, 2018 đi. Ngày bắt đầu mình xuất kho đấy, phải chuột sao chép cho các dòng dưới cho nhanh. Số cái phân bổ đánh lại. 18. Rồi. Bây giờ tiếp tục. Cái này chị hướng dẫn em chưa nhỉ? Chưa đúng không? Máy in này sẽ dùng cho văn phòng, cho nên lên sử dụng ở đây sẽ là bộ phận quản lý. Cái này chị thấy em làm được ở cái trong trong kỳ rồi đúng không? Máy hàn này nó sẽ thuộc vào bộ phận lắp ráp đúng không em? Đó. Lắp ráp thiết lập phân bổ là 6273. Chi phí công cụ dụng cụ. Hiểu chưa? Rồi. Máy lọc nước thì em cho chị là vào chi phí bán hàng đi, bộ phận bán hàng nhá. Được chưa? 6413 nhá. Đó, phân bổ chi phí cho nó đều 6413. Hiểu chưa? Tivi, tivi này á thì em nên làm thế này chị. Tivi này dùng cho nhiều bộ phận đấy, em hiểu không? Hiểu chưa? Về công cụ dụng cụ này hiểu rồi gì? Bây giờ tiếp tục vào báo cáo. Và báo cáo tài chính. Bây giờ kiểm tra chị xuất khẩu cái này ra Excel. Vì sao chị lại phải xử lý cẩn thận cái phần trong kỳ trước, đầu kỳ trước, công kỳ đúng thì lúc đấy cuối kỳ mới mình phân bổ thì giá trị cuối kỳ nó mới đúng được. Em hiểu ý chị không? Ừ. 242 đây. Đây. Đầu kỳ hôm nọ chị xử lý rồi đúng không? Bây giờ trong kỳ ghi tăng 54450001. Rồi. So với ghi tăng thì mình sẽ vào phần công cụ dụng cụ ở đây. Vào ghi tăng 02. Tại sao chị lại đánh từ 02 tháng 1 năm 18? Vì tránh trường hợp chị đánh từ mùng 1 tháng 1 là nó sẽ lên cả mã OPN mà mã OPM là nó của năm 17. Em hiểu không? Nhìn nó sẽ rối mắt, cho nên là chị chỉ đánh từ mùng 2 tháng 1 thôi. Em hiểu ý chị chưa? Đây, em chưa hiểu gì. Cái chỗ thời gian này chị sẽ, nếu như trong trường hợp chị chọn từ ngày mùng 1 tháng 1 nhá, chị thử cho em luôn. Chị lấy dữ liệu này thì nó sẽ sinh ra cả những cái mã OPN vào đây. Mà mã OPN là cái mã mà chị vừa rồi chị hướng dẫn em vào cái số dư đầu kỳ đấy. Em hiểu không? Mà bây giờ chị đang kiểm soát cái công cụ dụng cụ mua và ghi tăng ở trong kỳ. Do đó, chỉ trừ những cái công cụ dụng cụ mà cái công ty nào nó phát sinh từ ngày mùng 1 tháng 1 nó đã mua công cụ cơ. Thì mình mới phải đành phải lọc cả mùng 1 tháng 1. Sau đó mình sẽ trừ đi các cái mã OPN thì ra được cái giá trị ghi tăng trong kỳ là bao nhiêu. Em hình dung ra không? Nhưng mà công ty em thì lại không mùng 1 tháng 1 không có phát sinh công cụ dụng cụ, cho nên chị bỏ mùng 1 tháng 1 đi. Chị lọc từ ngày mùng 2 tháng 1 để cho nó không mất cái mã OPN đầu kỳ đi, mà chị chỉ lấy những cái công cụ dụng cụ ghi tăng trong kỳ mà thôi. Em hiểu chưa? Để chị nhìn luôn tổng giá trị đây là 54450001 và khớp luôn với cái giá trị công cụ dụng cụ ấy mà chị đang bôi vàng cái này ở trên bảng cân đối này, hiểu chưa? Rồi. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn bước tiếp theo, bước cuối cùng của công cụ nhá.
Hôm nọ là đầu kỳ rồi, hôm nay là trong kỳ và bây giờ sẽ là cuối kỳ. Thì bây giờ em sẽ vào phân bổ công cụ đây. Bấm thêm. Đấy, em chọn tháng 1, đồng ý. Thế thì ở đây sang phần phân bổ chi phí này, chị giải thích này, ở một bước 1 là xác định chi mức chi phí. Mức chi phí đây là có nghĩa là một tháng nó phân bổ là 3 triệu 9, đúng không nào? Thế cụ thể là nó sẽ phân bổ cho những cái máy nào thì mình sẽ vào đây để mình nhìn. Em hiểu chưa? Mình nhìn kiểm tra lại xem là nó đã đúng ý mình chưa. Cái máy đánh chữ này, ví dụ như cái máy đánh chữ này mình chọn ở bộ phận bán hàng đúng chưa? Nếu như chưa đúng thì mình sẽ không phân bổ nữa, mình có thể đóng lại. Hoặc mình nhỡ cất rồi thì mình xóa bỏ bước phân bổ này, mình sang phần ghi tăng để mình sửa lại cái chỗ đối tượng thập chi phí đấy. Hiểu không? Và tài khoản chi phí này cho nó đúng lại thì bắt đầu quay lại ở phần phân bổ chi phí này. Em lại làm lại cho chị. Hiểu không nào? Rồi, sang phần 3 nhỏ hạch toán. Đương nhiên ở phần phân bổ chi phí này em làm đúng thì đương nhiên ở phần 3 nhỏ hạch toán này nó sẽ đúng. Hiểu chưa? Rồi, sau đó em cất đây. Tương tự như thế. Thì em sẽ làm cho chị đến tháng 6 năm 2018. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần báo cáo. Mở bảng cân đối tài khoản ra. Lúc này mình sẽ kiểm tra các số dư cuối kỳ của tài khoản 242 đây nhá. Là bằng 42.806.581 đồng. Rồi. Rồi về kiểm tra được nó khớp hay không thì vào công cụ dụng cụ, bảng tính công cụ dụng cụ đây. Chọn năm nay. Giá trị còn lại đây, trên bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này, thấy chưa? Nó khớp với dư nợ của tài khoản 242. Hiểu chưa em? Nếu lệch thì có nghĩa là em đang làm sai, đầu kỳ sai hay là do mua hàng rồi mà chưa ghi tăng hay là ghi tăng lại nhiều hơn mua hàng. Em hiểu không? Thì em lại vào cái chỗ báo cáo đối chiếu hôm nọ chị hướng dẫn đấy để em kiểm tra. Khi quyết toán thuế thì mình sẽ phải in cái bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ này ra cuối một năm ấy. Hoặc có thể các bạn có bạn nào cẩn thận thì in từng tháng một đấy để thuế hiểu được à cái máy tính này em phân bổ số kỳ phân bổ bao nhiêu. Ừ, em nói đi. Cái ngân hàng chuyên phân bổ thì à không em, 12 tháng nhưng mà có mình đã phân bổ vào đầu kỳ 8 tháng mất rồi. Cái này là đầu kỳ mà. Được đúng không nào? Công cụ máy hàn nhá, HHQ này để kiểm chứng xem rõ luôn. Đây. Ghi tăng. Máy hàn HHQ này. Thấy chưa? Nhìn này. Đây. Số kỳ phân bổ 12, nhưng mà số kỳ phân bổ còn lại là còn có 4 thôi. 8 tháng đã phân bổ vào năm 17 rồi. Hiểu chưa? Cho nên là ở đây nó đến để đến tháng 4 là nó hết là đương nhiên, đúng không nào? Rồi, bây giờ em tiếp tục em làm như thế cho đến tháng 5, tháng 6 và tương tự như thế về công cụ dụng cụ ấy. Về nội dung công cụ dụng cụ hôm nay chị giảng cho em rất là kỹ đúng không? Em nắm hết cho chị nhá. Ừ, từ đấy em cứ thế mà em phát triển nó lên thôi, tự làm nhá. Ok. Rồi sau đó quay sang phần tài sản cố định nhá. Rồi. Bây giờ mình xem vấn đề tài sản cố định luôn nhá. Đối với tài sản cố định thì thực ra là nói là bên em là chỉ có phát sinh đầu kỳ thôi đúng không? Mà đầu kỳ nội chị đã so sánh cái giá trị chi tiết rồi, đúng rồi. Bây giờ mình chỉ việc tính khấu hao thôi. Trong kỳ không có, bao giờ có gọi đến chị bảo chị sẽ vào Ucha sẽ hướng dẫn tiếp cho em vào trong kỳ nhá. Bây giờ đơn giản cái là em chỉ vào phần tài sản cố định, tính khấu hao, bấm thêm đây, được chưa? Chọn tháng 1, đồng ý. Ở đây có một tài sản thì nó rất đơn giản, được chưa? Nó cái xe này này nhá, nó tính cho bộ phận nào? Bộ phận quản lý, đúng không nào? Thì ở vật phân bổ này mình cũng không cần phải chia tách nó ra, đúng không? Nếu mà mình muốn chia cho các bộ phận thì ngay chỗ khai báo ghi tăng đây, em cũng chia như lúc như tương tự như công cụ dụng cụ mà chị nói đấy, hiểu không? Ừ. Bốn nhỏ hạch toán, cái này cho vào bộ phận bán hàng, cất ở đây. Tương tự như thế em làm đến tháng 6 và để đối chiếu thì em vào báo cáo bảng cân đối tài khoản đây nhá. Chị vừa làm một tháng 1 thôi thì chị chọn tháng 1. Đồng ý. Thì cái 242 ấy, thì mình sẽ xem số dư còn lại bên nợ của 242, còn 214 thì mình sẽ xem bên có của tài khoản 214, được chưa? Bên có này có biểu triệu 3. Thì ở tương ứng chi tiết của nó là tài sản cố định ấy, em cũng phải kiểm tra. Riêng tài sản chọn cho chị dòng thứ hai, công cụ chọn dòng thứ nhất tháng 1. Đây, cách đối chiếu là như này.
Đây, kiểm tra lại cái cho chị một cái là giá trị hao mòn lũy kế này chưa nhá, nó phải khớp đúng chưa nào, nghĩa là mình vừa phải hiểu được cách hạch toán, cách sử dụng phần mềm cũng như cách cân đối, chứ không phải là mình cứ làm là nó sẽ ra kết quả đúng cho em đâu. Rồi ờ. Ok em, cách giảng của chị có được không, có hiểu không? Ờ rồi rồi rồi, chị cảm ơn nhá, rồi chào em nhá, bye em.